Hello, xin chào các đồng chí, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là ngày tảo mộ của dòng họ Nguyễn. Đây là nơi an nghỉ của dòng họ Nguyễn. Đây là ngôi nhà mộ mà được lập nên bởi ông anh thứ chín. Các bạn thấy ở Việt Nam quê hương của mình, con người ta sống có cái mộ, sống thì có cái nhà, chết thì có cái mộ. Anh xem các bạn thấy con cháu về quê tụ tập để nhớ đến ông bà, nhớ đến tổ tiên nguồn cội. Đây là cái nhà mộ, cái khu an nghỉ của dòng họ Nguyễn. Các bạn thấy ở xứ người làm gì có những cái phong tục tập quán như vậy. Còn cái thứ tư bản nó làm cho con người ta quên nguồn, quên cội. Mọi người đều ngang hàng nhau, cứ là du mi thôi. Ông nội, bà nội, cha mẹ, anh em, vợ chồng ký xe du mi. Đấy, các bạn thấy, nhưng mà ở Việt Nam nó có một cái tô phong tục rõ ràng, cái trật tự, những cái lớp trẻ trong những gia đình người ta có sự giáo dục. Các bạn thấy con cháu tụ tập về. Đấy. Đây là cái của ông cậu, mợ và mấy người con. Các bạn thấy bình chẳng mới xây hồi năm ngoái ở Việt Nam quê hương của mình. Bởi tôi nói chị các bạn, tôi mà có chết tôi gán tôi lết về Việt Nam tôi chết, chứ không chết ở Mỹ. Ở bên Mỹ cái người chết nó nhìn nó dạ, em mà chết em gán em lết về Việt Nam chết chị. Các bạn thấy con cháu về nhớ ngày ông bà tổ tiên, tập cho mấy giới trẻ nó hiểu được cái nguồn gốc nguồn cội, cái lễ phép, biết trên người kẻ nhỏ, người lớn, người nhỏ. Còn Mỹ đâu có đâu, các bạn thấy cái nền giáo dục của nó rất là độc lập. Con trẻ em nó giáo dục là 18 tuổi rồi, nó thoát ly khỏi gia đình và cuộc sống của nó rất là ngang bướng. Có những đứa thì nó những gia đình mà ở bên Mỹ đó mà được giáo dục từ trong cha mẹ thì nó còn đỡ. Còn có những đứa mà không được giáo dục học đường mà nó không được cha mẹ giáo dục hướng dẫn nữa thì nó cũng thất bại, nó cũng lêu lỏng. Các bạn đừng nghĩ rằng những đứa trẻ ở Mỹ là đứa nào học ra trường tới cái tuổi 18 là cũng ra làm ông này bà nọ, không dám đâu. Chàng ơi, những cái giới trẻ bên nó khi mà nó giáo dục ở học đường mà không có được gia đình cha mẹ mà dạy dỗ á, các bạn biết nó gia nhập những băng đảng và những xã hội đen khủng khiếp lắm, chứ không phải giống như mấy cái đám chống cộng nó lên mạng nó hô hào luôn. Tôi nói chỉ là ngay cả trong cái cộng đồng người Việt của mình, nhiều những đứa con nó bạo loạn trong gia đình tan nát đó. Còn một số những cái gia đình mà được giáo dục có cha mẹ dạy dỗ kèm theo học đường lớn lên nó thành công. Đấy, khi mà thành công vậy đó thì mấy cái đám mà quỷ nô chống cộng ô hợp đó, nó nhảy vô năng ké. Các bạn thấy ô là nó ca ngợi là ở Mỹ nó được thế này thế nọ, nhưng mà các bạn thấy được con số bao nhiêu, con số lẻ rồi. Đây là dòng họ Nguyễn của mình. Các bạn thấy không? Mồ mả khang trang đầu ở đó. Ba mình cũng nằm ở đây. Hai ông anh cũng nằm ở đây. Rồi ông bà ngoại, bà con, dòng họ.
quê hương mình các bạn ơi. Ngày xưa ở đây là một cái gò quan đi quán quá. Hồi nhớ xưa đi mà táo mộ về cỏ mọc cây nó qua tới khỏi đầu. Bây giờ là đỡ rồi đó. Bây giờ nhà cửa mọc lên sang sát. Để bên đây cũng có mấy cái nhà mộ cũng hoành tráng lắm. Ở cái khu vực ở đây là nhà mộ ở đây là các bạn biết. Họ có cái tục lệ là táo mộ 25 ngày 25. Mình xem các bạn thấy. Ngày xưa ở đây toàn là ruộng đồng không. À, mùa Tết sắp đến. Bên đây cũng có mấy cái nhà mộ bên này. Dân ở miền Nam thì họ sống, người sống với người chết gần bên. Có nhiều khi người ta có đất, người ta chôn trong đất gia đình luôn. Ở trong miền Nam. Các bạn thấy. Ai cũng lập lên nhà mộ cho nó khang trang của dòng họ. Ở đây ngày xưa là ruộng đồng, hồi cái thời mà chiến tranh là trong đây như là mấy cái vùng trong đây là vùng cách mạng rồi. Bây giờ các bạn thấy nhà cửa, đường xá, hạ tầng cơ sở đều được nâng lên. Cuộc sống con người ta đổi đời lên. Tôi chở đưa về đây hàng năm, về đây hoài mà các bạn biết. Hồi nãy chạy vô mà lạc tùm lum hết. Tại vì bây giờ đường xá, hạ tầng cơ sở, nhà cửa đồ nó mọc lên. Những cái khu biệt thự rồi, miệt vườn mà. À, mọc lên sang sát, sang sát. Là mình... các bạn thấy đều nhà cửa mới xây lên nhìn thấy rất là đẹp và hoành tráng. Ở đâu cũng bằng quê hương rồi cho nên chị các bạn. Gắn cái chìa khóa chung chung với xe đó luôn đi. Dạ. Các bạn thấy ở Việt Nam khi người ta táo mộ ai cũng về dọn dẹp mồ mả ông bà, cái tục rất là hay. Để con cháu nhớ. Con mình dừng lại ở đây chị các bạn. Bye bye, hẹn anh chị các bạn like khác nha.